Vấn Đạo là bộ kinh không do Phật thuyết duy nhất được đưa vào cùng tạng kinh, vì sao nó lại có uy tín cao như vậy và mức độ tin cậy của bộ kinh này đến mức nào? Đúng là Milinda vấn đáp là cái bộ duy nhất không phải do Phật thuyết mà được đưa vào tạng kinh. Còn vì sao lại nó lại uy tín cao như vậy đó? Thì quý vị nên học theo cái tinh thần bài kinh Kalama. Không riêng gì cái bộ kinh Mê Tiên Vấn Đáp này. Nhá, không riêng gì. Chúng ta nên học theo tinh thần Kalama. Đó là gì? Khi mà chúng ta đọc bất kỳ một cái đoạn kinh nào, chúng ta không vội phủ nhận, cũng không có vội tiếp nhận. Và chúng ta bình tĩnh suy xét nó có tương ứng với kinh, có tương ứng với luật hay là không. Nếu mà nó tương ứng với kinh, tương ứng với luật thì chúng ta hoan hỷ và chúng ta thọ nhận. Còn nếu như nó không tương ứng với kinh, không tương ứng với luật thì chúng ta từ bỏ đó, chúng ta không có nhận đó. Thành ra đó, cái lý do mà cái bộ mà Mi Tiên Vấn Đạo đó, Mi Linh Đa Vấn Đạo đó có cái độ uy tín cao và mức độ tin cậy cao á, là bởi vì những cái kiến thức giáo lý ở trong đó, những vấn đề được trình bày ở trong đó tương ứng với kinh và tương ứng với luật. Sư đã đọc qua chứ không phải sư không đọc qua, sư đã đọc qua và khi sư đối chiếu thì nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật. Thành ra đó, đối với cá nhân sư thì Mi Milinda Vấn Đạo đó mang tính chất là một cái bộ tóm gọn những vấn đề giáo lý của Tam Tạng Kinh Điển. Có nghĩa là những cái vấn đề giáo lý đó nó tóm gọn lại cho mình. Và những vấn đề đó là đã được so sánh với kinh và luật thì thấy nó tương ứng, cho nên là cái độ tin cậy nó cao. Và quý vị cũng khoan vội hãy nghe nghe sư nói, khoan vội nghe, khoan vội tin. Ông sư Hành Tuệ ông nói là kinh Milinda Vấn Đạo đó là tương ứng với kinh và tương ứng với luật, ông nói như vậy đó, mà tôi chưa vội tin đâu. Tôi sẽ mở ra tôi coi và tôi đối chiếu tự bản thân tôi đối chiếu xem coi nó có đúng như vậy hay không, thì khi đó quý vị hãy tin ha.